Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đang về bài số 4, đó là khái niệm về hai tam giác đồng dạng. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học cho thầy những vấn đề sau này. Thứ nhất, đó là phần một nhỏ tam giác đồng dạng. Các em sẽ học phần A đầu tiên, đó là định nghĩa. Thì đầu tiên người ta định nghĩa hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có các góc bằng nhau và ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với gì? Ba cạnh của tam giác kia. Sau đó các bạn sẽ học về tính chất của hai tam giác đồng dạng. Thì các em sẽ có những cái tính chất sau. Tính chất số 1 đó là một tam giác sẽ được coi là đồng dạng với chính nó. Tính chất thứ hai đó là có một tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy mà đồng dạng với tam giác ABC thì suy ra ngược lại. Tam giác ABC cũng sẽ đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy nhá. Tính chất số 3 đó là đồng dạng có tính chất bắc cầu. Phần thứ hai em sẽ học về một cái định lý, đó liên quan tới cái định lý Thales mà em học trong hôm trước. Đó là nếu một cạnh mà nếu một đường thẳng mà cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho. Công thức này sẽ giúp các em gì đấy? Giúp các em đi chứng minh hai tam giác đồng dạng một cách nhanh chóng khi các em có một đường thẳng song song với gì? Một cạnh nhá. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy phần bài tập ở trong sách bài tập. Các em sẽ cùng nhau làm thầy bài số 25 trang 89 sách bài tập nhá. Cuối giờ còn thời gian chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra để giúp các em hiểu được nội dung của bài hôm nay, đó là bài số 4, khái niệm về hai tam giác đồng dạng. Đây là kiến thức cơ bản đầu tiên để các em đi học cái trường hợp đồng dạng tam giác ở về sau. Những là những cái trường hợp như là cạnh cạnh cạnh, trường hợp là cạnh góc cạnh và trường hợp góc góc. Đồng thời có những cái trường hợp đồng dạng đặc biệt của tam giác vuông, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thầy phần một nhỏ đầu tiên, đó là tam giác đồng dạng nhé. Phần đầu tiên này, chúng ta có phần A định nghĩa. Thì các em thấy là trong thực tế có những cái hình ảnh to nhỏ khác nhau nhưng mà cái hình dạng của chúng là giống nhau. Ví dụ như là cái bản đồ, đúng không? Thì các em thấy rằng là hai cái bản đồ đều là đất nước Việt Nam hoặc là một địa phương nào đó. Thì mặc dù là chúng gì đây to nhỏ khác nhau nhưng mà hình dạng của chúng đều là bản đồ của Việt Nam nên là nó gì đây, nó gần gần giống nhau, đúng không? Thì những cái hình như vậy người ta dùng cái từ tên là đồng dạng, là cùng một dạng, đồng là cùng, dạng là cùng một dạng. Thế thì gắn vào trong yếu tố hình học, các em sẽ có những cái tam giác mà chúng ta thấy rằng là những cái hình của chúng khi vẽ lên nó gần giống nhau và nó chỉ to nhỏ khác nhau thôi, thì đó chính là tam giác đồng dạng. Thì hôm nay chúng ta đi sâu vào cái trường hợp là tam giác đồng dạng nhá. Các bạn vẽ thầy hai tam giác như sau. Đầu tiên là chúng ta vẽ thầy một tam giác gì đây? ABC. Vẽ thầy một tam giác A phẩy đi, B phẩy, C phẩy ra. Và vẽ tiếp một tam giác ABC. Vẽ tiếp một tam giác ABC. Và tam giác ABC này chúng ta là nhỏ hơn nhưng có hình dạng rất là giống tam giác ABC như này. Ở đây các em thấy như sau này. Chúng ta có ba góc là góc A phẩy bằng với góc A, góc B phẩy bằng với góc B, góc C phẩy bằng với góc C. Đồng thời các bạn sẽ có ba cạnh của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy tỷ lệ với ba cạnh của tam giác ABC. Nghĩa là A phẩy, B phẩy chia AB sẽ bằng A phẩy bằng B phẩy, C phẩy chia BC và bằng A phẩy, C phẩy chia gì đấy? AC nhá. Đấy, người ta gọi là định nghĩa về hai tam giác đồng dạng. Chúng ta nhiều thầy định nghĩa nào? Ta nhiều thầy như sau. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy gọi là đồng dạng
gọi là đồng dạng với tam giác ABC, với tam giác ABC nếu chúng ta phán điều kiện sau. Thứ nhất là góc A phẩy bằng với góc A, ta ký hiệu thầy hai góc bằng nhau, đây, một vạch. Tiếp theo là góc B phẩy bằng với góc B, ta ký hiệu một vạch, sau đó có cái gạch ở giữa. Tiếp theo là góc C phẩy bằng với góc C, em ký hiệu là gì? Hai vạch nhá. Đồng thời ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với gì? Ba cạnh của tam giác kia. Chúng ta có công thức tỷ lệ như sau: A phẩy B phẩy chia AB bằng với B phẩy C phẩy chia BC bằng với gì? A phẩy C phẩy chia AC. Và cái tỉ số này ông ta người ta sẽ gọi là bằng K. Đấy chính là tỉ số đồng dạng, đúng không? Ta ghi thêm cho thầy nhận xét: K gọi là tỉ số đồng dạng. K em gọi là tỉ số đồng dạng. Tỉ số đồng dạng. Và chúng ta có một cái trường một cái nhận xét nữa như sau. Đó là nếu tam giác ABC, nếu tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng. Đây chúng ta ghi cho thầy như sau nhá. Chúng ta ghi cho thêm thầy là ký hiệu. Đây chúng ta ghi cho thầy là ký hiệu. Ký hiệu là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với gì? Tam giác ABC. Đây, cái dấu ngã này của kem ký hiệu là gì? Đồng dạng. Và chú ý là nó phải đúng đúng gì đây? Nó phải đúng gì đây? Đúng thứ tự nha. Góc A phẩy bằng góc A, góc B phẩy bằng góc B, góc C phẩy bằng góc C. Dấu này chúng ta đang ngược lại với dấu ngã đúng không? K này em gọi là tỉ số gì? Tỉ số đồng dạng nha. Nhận xét cho thầy như sau này: nếu tam giác A phẩy B phẩy C phẩy mà đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K, theo tỉ số đồng dạng là K thì tam giác ABC thế này đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo tỉ số đồng dạng, theo tỉ số đồng dạng. Lúc này các em lấy nghịch đảo của K nhá, đó là một trên gì đấy, một trên K đó. Chúng ta chuyển tiếp cho thầy sang phần hai nhỏ, là tính chất nào. Chúng ta ghi cho thầy sang phần B nào. Đó là tính chất. Ở trong phần này các bạn sẽ có ba tính chất. Tính chất thứ nhất này, đó là khi các em có một tam giác thì lúc này tam giác này sẽ đồng dạng với chính nó. Ta ghi là mỗi tam giác. Tính chất thứ nhất này là mỗi tam giác thì đồng dạng với chính nó. Đồng dạng với chính nó. Tất nhiên rồi đúng không? Thì lúc này là tất cả các cạnh, tất cả các góc bằng nhau. Nhận xét thứ hai, đó là tam giác ABC. Các em có tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy mà đồng dạng với tam giác ABC thì chúng ta cũng có điều ngược lại. Tính chất thứ hai, nếu tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy mà đồng dạng với tam giác ABC thì ngược lại tam giác ABC cũng sẽ đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Nhưng mà lúc này
cái tỷ số đồng ra của chúng ta nó phải là gì? 1 trên k, đúng không? Nó bị nghịch đảo đấy. Tiếp theo, đồng ra cũng có tính chất bắc cầu. Và tí nữa chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều liên quan đến tính chất bắc cầu này để giúp các em gì đây? Chứng minh đồng dạng. Bao nhiêu là như sau. Đó là nếu tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và đồng dạng với tam giác A hai phẩy, B hai phẩy, C hai phẩy và tam giác A hai phẩy, B hai phẩy, C hai phẩy và đồng dạng với gì? Tam giác ABC, đây là tính chất bắc cầu đấy. Thì tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với gì? Tam giác ABC. Ta ghi cho thầy đơn giản, đây người ta gọi là tính chất bắc cầu. Tính chất bắc cầu. Và cái tính chất này giúp các em đi chứng minh những cái tam giác đồng dạng một cách nhanh hơn. Vậy các bạn đã hiểu phần một nhỏ đầu tiên chưa? Bây giờ chúng ta lấy thêm cho thầy một ví dụ, đúng không? Thêm một ví dụ nào. Ví dụ thầy có cái hình như sau. Ta ôn lại cho thầy về đường trung bình của lớp gì đấy? Đường trung bình nhá, của học kỳ 1. Ta vẽ cho thầy một tam giác ABC. Đấy. Đây là A này, đây là B này, đây là gì? C. Nếu các em gọi M là trung điểm của AB, nếu các bạn gọi N là trung điểm của AC, lúc này các bạn nối gì đấy? Nối A với N. Thì có phải là lúc này các em sẽ có tam giác AMN sẽ đồng dạng với tam giác gì đấy? ABC nhá. Vì sao này? Đó là vì góc A trung này. Góc M sẽ bằng với góc B, tại vì MN sẽ song song với gì? BC. Góc N sẽ bằng góc C, vì MN song song với BC. Đồng thời tỉ số AM chia AB bằng AN chia AC bằng MN chia BC, vì đều bằng gì? 1/2, đúng không? Đó. Thì đây là một cái ví dụ rất là trực quan. Chúng ta cùng nhau ghi nào. Ta ghi đây là ví dụ là tam giác ABC có M A bằng với MB, NA bằng với NC. Từ hai điều này các bạn suy ra MN là đường trung bình. MN là đường trung bình của tam giác ABC. Thì các em còn nhớ tính chất của đường trung bình không? Chúng ta suy ra là MN sẽ song song và bằng gì? BC chia 2. Đường trung bình của trong một tam giác song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy, đúng không? Từ đây các em suy ra là ta kết luận cho thầy là vậy. Tam giác ABC, chúng ta viết tam giác nhỏ trước đi. Vậy tam giác AMN sẽ đồng dạng với tam giác A này. Góc M phải tương ứng với B, nghĩa là tam giác ABC. Sau đó chúng ta giải thích là vì vào đây. Thứ nhất, đó là vì góc gì đây? Vì góc A chung. Thứ hai là góc AMN bằng với góc ABC của ngoặc. Đây là hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. MN song song với gì? BC. Thứ ba, đó là góc ANM bằng với góc ACB, cũng là vị trí đồng vị và MN song song với BC. Đồng thời các tỉ số AM chia cho AB bằng tỉ lệ của MN chia BC bằng tỷ lệ của AN chia cho AC, vì đều bằng gì? 1/2, đúng không? Đây là ví dụ trực quan để các em hiểu về hai tam giác đồng dạng. Nghĩa là chúng ta có tam giác AMN
đồng dạng với tam giác ABC. Và các em thấy rằng là trong trường hợp tổng quát nếu chúng ta có một đường thẳng cắt hai cạnh B và C thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái tam giác ở trên đồng dạng của tam giác lớn. Thì đấy chính là nội dung của phần hai nhỏ định lý. Chúng ta ghi cho thầy hai nhỏ định lý nào. Định lý chúng ta ghi cho thầy định lý như sau. Các bạn thầy vẽ cho thầy tam giác ABC nào. Vẽ thầy một tam giác ABC nào. Trên là A này, dưới là B này, C này. Lúc này các bạn sẽ vẽ thầy một cái đường thẳng A song song với BC. Vẽ thầy một đường thẳng A song song với BC. Cắt cạnh AB là tại M. Cắt cạnh AC tại N. Thì lúc này người ta sẽ nói là tam giác AMN đồng dạng với tam giác gì? ABC. Đó chính là nội dung của phần định lý nhá. Ta ghi cho thầy như sau. Chúng ta ghi cho thầy như sau nhá. Cho tam giác ABC có, em có MN song song với BC thì lúc này em có tam giác AMN đồng dạng với gì? Tam giác ABC nhá. Chúng ta ghi thầy định lý như sau. Định lý hai chấm này, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác, cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại, và song song với cạnh còn lại, với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới. Thì nó tạo thành một tam giác mới. Một tam giác mới. Tam giác mới chính là tam giác AMN đấy. Đồng dạng với tam giác đã cho. Đồng dạng với tam giác đã cho. Tam giác đã cho. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi gì đấy? Đi chứng minh. Phần này các em sẽ phải sử dụng thầy hệ quả. Sử dụng hệ quả của đỉnh Thales kết hợp với yếu tố đó là dùng đồng vị. Đúng không? Dùng đồng vị. Chúng ta ghi thầy như sau. Cách làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ nêu thầy gì đây? Hệ quả của đỉnh Thales. Thì các em biết rằng là khi mà MN song song với BC thì lúc này chúng ta sẽ có ba cặp cạnh, ba cạnh tỷ lệ đúng không? Các em có AM chia AB bằng AN chia AC và bằng gì? MN chia BC. Đó chính là ba cạnh của tam giác AMN tỷ lệ với ba cạnh của tam giác gì? ABC. Đó. Hệ quả người ta đã xây dựng sẵn rồi, chúng ta ghi ra nào. Xét tam giác ABC có MN song song với BC theo hệ quả của đỉnh Thales. HQ là hệ quả nhá. Theo hệ quả của định lý Thales, em sẽ có là AM chia cho AB bằng tỷ lệ của AN chia cho AC và bằng tỷ lệ của MN chia cho BC nhé. Lúc này các bạn sẽ xét hai tam giác và chứng minh nó đồng dạng nào.
chúng ta chia sẻ như sau: xét tam giác AMN và tam giác ABC có hai chấm này. Thứ nhất đó là em có góc gì chung? Chúng ta có góc gì? Góc A chung, đúng không? Điều thứ hai đó là các em có góc AMN bằng với góc ABC. Các em giải thích đó là vì đồng vị, đúng không? Trường hợp này nó do là đồng vị và do là MN song song với gì? BC. Tiếp theo AN, góc ANM bằng với góc ACB. Đây cũng là do là đồng vị và MN song song với BC. Và các em có tỷ lệ AM chia AB bằng tỷ lệ AN chia cho AC bằng tỷ lệ MN chia cho BC của định lý gì? Hệ quả của định Thales. Vậy các em thấy rằng là tam giác AMN có 3 cạnh, đúng không? Có 3 cạnh tỷ lệ với tam giác ABC. Vậy theo định nghĩa là kết luận là vậy. Theo định nghĩa, bài này chứng minh là theo định nghĩa nhá. Theo định nghĩa thì các em suy ra tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Và đây chính là cái dữ liệu quan trọng để các em đi gì đây, chứng minh tam giác đồng dạng sau này, đúng không? Trong trường hợp nếu các em có đường thẳng A mà cắt cạnh những cái cạnh của tam giác ABC về phía ngoài thì hôm nay là nhận xét của chúng ta vẫn tương tự, vẫn đúng nhá. Rồi, trên đây đó là phần lý thuyết của bài số 4. Bây giờ để giúp các em hiểu bài, chúng ta cùng nhau làm cho thầy phần bài tập trong sách bài tập nhá. Chúng ta cùng nhau giờ thầy bài số 25 trang 89 sách bài tập nào. Đề bài chúng ta yêu cầu như sau. Đây là cho tam giác. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng. Theo tỷ số là K, chúng ta ghi kêu là chứng minh rằng tỷ số chu vi của hai tam giác cũng bằng K. Đây là một cái nhận xét vô cùng đặc biệt, đúng không? Và mai sau các em sẽ học không phải là riêng tỷ số về chu vi mà chúng ta còn tỷ số về đường cao, tỷ số về đường trung tuyến, tỷ số về đường phân giác đều bằng K. Tuyệt vời không? Còn
tỷ số về diện tích thì lại bằng k bình phương. Đấy, nhớ nhá. Còn tỷ số về chu vi sẽ bằng là k. Tỷ số về đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác đều bằng k. Hiểu chưa? Và tỷ số về diện tích này bằng k bình. Trong những bài hôm sau chúng ta mới khảo sát cơ. Thế thì muốn chứng minh cái bài 2 năm này, các bạn ôn lại cho thầy kiến thức về tính chất của dãy tỷ số bằng nhau mà các em học hồi lớp 7. Thì các em biết rằng là các bạn đem cộng tất cả các tử, chia cho cộng tất cả các mẫu thì nó sẽ ra được là tỷ số chu vi nhá. Chúng ta ghi cho thầy như sau. Đó là vì tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng ra với tam giác ABC nên em có tỷ số A phẩy, B phẩy chia AB sẽ bằng B phẩy, C phẩy chia BC bằng A phẩy, C phẩy chia AC. Và đề bài cho tỷ số này bằng gì nhỉ? K. Các bạn sẽ áp dụng tính chất, áp dụng tính chất chúng ta sẽ áp dụng tính chất của gì đấy? Dãy tỷ số bằng nhau. Em còn nhớ kiến thức lớp 7 không? Bằng nhau. Em có k sẽ bằng, nghĩa là mình đem cộng tất cả các tử với nhau. A phẩy, B phẩy cộng B phẩy, C phẩy cộng A phẩy, C phẩy. Thì em chia cho tất cả các mẫu các cộng lại với nhau. Nghĩa là AB cộng BC cộng với AC. Các em biết rằng là tổng ba cạnh của một tam giác chính là gì nhỉ? Chu vi của tam giác ấy. Em còn nhớ chu vi kia bằng chữ gì không? Chu vi là chữ C. Em có chu vi của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy chia cho chu vi của tam giác ABC. Từ đây chúng ta ghi cho thầy kết luận là vậy. Tỷ số chu vi, vậy tỷ số chu vi của hai tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và ABC là k. Vậy các em đã hiểu bài 25 chưa? Chúng ta chuyển thầy sang bài 26 nào. Đề bài của chúng ta như sau. Cho một tam giác ABC, thầy chép tóm tắt đề nha. Cho một tam giác ABC có cạnh AB là 3 cm, cạnh BC là bằng 5 cm và cạnh CA là bằng 7 cm. Người ta nói như sau này: tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 4,5 cm. Yêu cầu là tính các cạnh còn lại của tam giác A phẩy,
B phẩy, suy nghĩ nào. Nào, em quan sát trong bài này chúng ta sẽ phải đi nhận xét cho thầy xem là cạnh nhỏ nhất 4,5 cm này là cạnh nào. Ta sẽ quan sát cho thầy là AB là 3 cm, BC là 5 cm và CA là 7 cm. Đối với tam giác ABC, cạnh nhỏ nhất là AB. Điều này các em suy ra là cạnh nhỏ nhất của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy chính là cạnh gì? A phẩy, B phẩy. Và tính hai cạnh còn lại chính là cạnh B phẩy, C phẩy và C phẩy, A phẩy, đúng không? Vậy chúng ta ghi cho thầy bằng cái lời văn như sau. Ta viết thầy như sau này. Đó là vì tam giác ABC có cạnh AB là cạnh nhỏ nhất nên tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy có cạnh nhỏ nhất là A phẩy, B phẩy. Từ đây các em suy ra là A phẩy, B phẩy bằng là 4,5 cm. Bây giờ muốn tính các cạnh còn lại, các bạn sẽ áp dụng cho thầy đó là dùng hai tam giác đồng dạng, em suy ra tỷ lệ. Ta viết lập luận tiếp này, vì tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC nên lúc này các bạn hãy rút cho thầy tỷ lệ, em có A phẩy, B phẩy chia cho AB bằng B phẩy, C phẩy chia BC bằng A phẩy, C phẩy chia AC. Bây giờ các bạn sẽ thay số vào. Ta suy ra A phẩy, B phẩy là 4,5. Em chia cho AB là 3 bằng B phẩy, C phẩy là cái đang cần tìm. BC là 5 bằng A phẩy, C phẩy chia AC để mà cho là 7. Từ đây chúng ta rút được A phẩy, B phẩy, C phẩy và A phẩy, C phẩy. Từ đây các em suy ra này, B phẩy, C phẩy sẽ bằng, em nhân chéo chia 3, nghĩa là lấy 4,5 em nhân với 5 rồi chia cho 3 là bằng 4,5 chia 3 em được là 1,5, 1,5 nhân 5 em được là 7,5, đơn vị là gì? Cm. Thế còn A phẩy, C phẩy và A phẩy, C phẩy bằng, em lấy 4,5 nhân với 7 chia cho 3 sẽ bằng 4,5 chia cho 3 em sẽ được là 1,5, em nhân với 7 bằng, em sẽ được là 10,5, đơn vị là cm. Vậy em đã hiểu bài 26 chưa? Chúng ta chuyển tiếp thầy sang bài 27 nào.
Chúng ta chuyển tiếp với thầy sang bài số 27 nào. Thì bài như Đó. sau. Cho tam giác ABC có số liệu lẻ nha. AB bằng 16,2 cm. BC bằng 24,3 cm. AC bằng 32,7 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Biết cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy này nó đồng dạng với tam giác ABC, và em có hai ý. Câu A đầu tiên là A phẩy, B phẩy lớn hơn AB. Lớn hơn AB là 10,8 cm. Nào, chúng ta suy nghĩ nào. Nào, đầu tiên em phải hiểu rằng là A phẩy, B phẩy lớn hơn AB nghĩa là gì? Lớn hơn là phép gì nhỉ? Lớn hơn nghĩa là phép trừ. Nghĩa là em suy ra là A phẩy, B phẩy trừ đi AB bằng gì đây? 10,8 đúng không? Cm. Bài này chúng ta sẽ áp dụng của thầy tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Các bạn biết rằng là AB đây, phải cho sẵn rồi. Em mới tính thông qua thầy là tính tính tỷ số K đi. Tính tỷ số K nhá. Bài này chúng ta suy nghĩ đã. À đây, đề bài này cho gì đây? Cho AB rồi đúng không? Không cần là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cũng ra mà. Thì bài cho AB là 16,2 rồi. Vậy em thay vào đây thôi. Đó. Ta suy ra là A phẩy, B phẩy trừ đi 16,2 bằng 10,8. Bỏ cái cm đấy đi nhá. Ở đây chúng ta suy ra là A phẩy, B phẩy bằng 10,8 mà cộng với 16,2. Em sẽ được là 27 đơn vị là cm nhá. Vậy sử dụng giống bài 26, ta lập luận nào. Vì tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC nên lúc này các em sẽ có A phẩy, B phẩy chia AB bằng B phẩy, C phẩy chia BC bằng với A phẩy, C phẩy chia AC. Lúc này em sẽ thay số vào, chúng ta sẽ được là 27 chia 16,2 sẽ bằng B phẩy, C phẩy chia 24,3 bằng A phẩy, C phẩy chia 32,7. Từ đây chúng ta đi tìm được B phẩy, C phẩy, C phẩy sẽ bằng nhân chéo đúng không? Chia 16,2 nghĩa là 27 nhân
với 24,3 chia cho 16,2. Lúc này các bạn sẽ lấy máy tính bấm vào đây nào. Các bạn sẽ được kết quả là bao nhiêu? Em sẽ được là bằng 40,5 nhá. Đơn vị là cm. Thì chỗ này các bạn nên lấy máy tính và các bạn nhân tính nhá. Và a phẩy t phẩy sẽ bằng các bạn nhân chéo chia 16,2 như là lấy 27 này nhân với 32,7 chia 16,2 bằng, lấy máy tính bấm nào, em được kết quả là 54,5 đơn vị là gì, cm nhá. Vậy các em đã hiểu bài 27 chưa? Bài 27 nó kế thừa từ trên bài 26. Nếu các em tính được a phẩy b phẩy, từ đó các bạn sẽ đi tính được hai cạnh còn lại. Chúng ta chuyển về sang ý B nào. Đề bài có thông tin đó là a phẩy b phẩy bé hơn AB là 5,4 cm. Em suy nghĩ cách giải nào. Em thấy rằng là a phẩy b phẩy bé hơn ab, nghĩa là mình sẽ lấy ab mình trừ đi a phẩy b phẩy bằng 5,4 nha. Đây các em suy ra là ab trừ đi a phẩy b phẩy là bằng 5,4. Thế mà đề bài cho ab là 16,2 rồi, em thay vào đây em được 16,2 trừ đi a phẩy b phẩy bằng 5,4. Chúng ta tìm được a phẩy b phẩy sẽ bằng 16,2 trừ 5,4 nào. 12 trừ đi 4 là 8. Đánh dấu phẩy, nhớ 1 sang 5 là 6. 16 trừ đi 6 là còn gì? Còn 10. Vậy các em được là 10,8 đơn vị ở cm. Bắt chước theo câu A, ta viết là vì tam giác a phẩy b phẩy c phẩy đồng dạng với tam giác ABC nên ốp tỉ số đồng dạng vào đây. A phẩy b phẩy chia AB bằng b phẩy c phẩy chia BC bằng a phẩy c phẩy chia AC. Thay số vào, em có 10,8 chia cho 16,2 bằng b phẩy c phẩy BC thì bài cho là 24,3. Bài này liên quan đến số thập phân nên là các bạn có máy tính mới tính được cho nó nhanh. A phẩy C phẩy chia 32,7. Từ đây các em có B phẩy C phẩy bằng, em lấy 10,8 nhân với 24,3 rồi chia cho 16,2 bằng. Các bạn lấy máy tính bấm một thầy nào. Chúng ta sẽ được là 16,2 nhá. Đơn vị là cm. Và a phẩy c phẩy sẽ bằng 10,8 nhân với 32,7 chia cho 16,2 sẽ là bằng, em được là 21,8 đơn vị là cm nhá. Rồi. Vậy các bạn đã hiểu bài số 27 chưa? Chúng ta chuyển đề sang bài tiếp theo nào.
Chúng ta chuyển cho thầy sang bài số 28 nào. Hình thang ABCD có AB song song với CD và có CD gấp 2 lần AB. Chúng ta cùng nhau vẽ hình. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ gì đấy? Đấy là CD trước nào. Em chia đôi ra. Đấy, các bạn vẽ. Vẽ ở phía trên này là một đoạn nha. Em nối vào. Nối vào này. Nối vào đây. Nối vào đây. Em sẽ có những cái đây là A này, B này, C này, D này. Thế thì gọi E là trung điểm của CD. Vậy thì AB, DE và EC là bằng nhau. Người ta hỏi, người ta nói các em như sau này. Chứng minh rằng, để bài yêu cầu nha. Chứng minh rằng là tam giác ADE, tam giác ABE, tam giác BEC đồng dạng với nhau. Đồng dạng với nhau. Đồng dạng với nhau từng đôi một. Từng đôi một. Nghĩa là gì? Đồng dạng theo kiểu từng đôi một là gì? Nghĩa là tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABE này. Tam giác ABE đồng dạng với tam giác BEC này. Sau đó là gì? Sau đó là tam giác ADE này đồng dạng với tam giác gì? BEC đúng không? Thì các em thấy rằng là trường hợp này chúng ta có thể chứng minh nó bằng nhau luôn cũng được. Đúng không? Thì các em thấy rằng là hai tam giác mà bằng nhau thì các em suy ra là chúng đồng dạng. Bài này có thể chứng minh cùng một lúc luôn là ba tam giác này bằng nhau. Chúng ta sẽ quan sát này. Em thấy là tứ giác ABED có phải tứ giác này là hình bình hành không? Tại vì AB sẽ song song và bằng DE. Tương tự như vậy tứ giác ABCE cũng là hình bình hành vì AB song song và bằng EC. Vậy các em suy ra là tam giác AED và tam giác ABE là những cái tam giác đồng dạng bằng nhau và đồng dạng luôn. Ta cùng nhau trình bày nào. Xét tứ giác ABED có AB là song song và bằng DE. Đây các em suy ra tứ giác ABED là hình bình hành. Mở ngoặc theo gì đây? Dấu hiệu nhận biết nhé. Chúng ta sẽ xét cho thầy tam giác ADE và tam giác ABE có hai chấm này. Thứ nhất, đó là có cạnh gì? AE chung. Thứ hai, các em có góc DAE bằng với góc AEB hoặc lý do là dù do là sau đây trong AD song song với BE và các em có góc BAE bằng với góc DEA hoặc cũng là do vì gì sau đây trong và AB song song với DE. Đây các em suy ra hai tam giác này bằng nhau. Tam giác ADE bằng với tam giác ABE. ADE sẽ bằng với ABE. Trường hợp này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Mà hai tam giác bằng nhau thì các em suy ra tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABE. Chú ý nhá, hai tam giác bằng bằng nhau thì tất cả các góc bằng nhau, tất cả các cạnh bằng nhau. Vì thế, hai tam giác đó sẽ làm sao? Đồng dạng. Giờ mình chứng minh tương tự. Đấy, chứng minh tương tự thì mình chỉ nói tương tự thôi, không cần phải viết cụ thể đâu. Quan điểm thứ hai, chứng minh tương tự.
thì các em có tứ giác A, B, C cũng là gì? Hình bình hành. Ta giải thích đó là vì AB song song và bằng EC, thì các em suy ra tam giác ABE bằng với tam giác BEC và bằng nhau trong trường góc cạnh góc. Từ đây các em suy ra tam giác ABE đồng dạng với tam giác BEC. Đánh như thế đây là hai, chỗ này đánh là gì? Đánh là một nha. Từ một và hai thì các em suy ra ba tam giác này làm sao? Đồng dạng. Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABE và đồng dạng với tam giác gì? BEC nhá. Rồi. Trên đây đó là lý thuyết và bài tập của bài số 4. Khái niệm về hai tam giác đồng dạng. Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhé.
Em ơi, ở bài 28 này chúng ta viết không đúng tỷ lệ rồi. Các bạn sẽ phải sửa lại cho thầy. Đây là tam giác A, D, E. Đấy, viết như này là bị nhầm rồi. Chúng ta phải sửa lại cái tam giác này, nó không đúng gì đây, không đúng thứ tự. Ta ghi này, A, D, E thì nó phải là gì? Nó phải là A thì tương với E, D phải tương với B, và E phải tương với gì? Với A. Đó, trở lại cho thầy nha, nó là tam giác E, D, A. Đó, tương tự bên này, các bạn sẽ phải viết cho thầy tam giác EBA. Đấy, EBA thì tương ứng với là B này, E, B phải tương với E này. Đây, E phải tương với B này, B phải tương ứng với E này, và A phải tương với C này. Cái này đúng rồi. Để sửa lại thầy, cái này là EBA. Cái này thế, trở lại có thể là EBA. Chúng ta sai mất cái tam giác ở giữa, nó không đúng thứ tự. Thế nào nếu mà viết là bị sai nhá, sửa lại cho thầy những cái bút màu bút đỏ nhá. Nào, nhìn vào đây, tam giác nào, MQH đồng dạng của tam giác là H QM, đó đồng dạng với gì? N, đồng dạng với N. Đây là tam giác gì? HNM đúng không? Thì đồng dạng với gì? NHP. Đó, thì mới chuẩn được. Sửa lại cái này nhá. Mọi người sửa đi, hiểu chưa? Nhầm. Không sao cả, chúng ta sửa mà trước khi chúng ta hiểu là được. Bây giờ các em cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhá. Câu số 1 này, cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác AMN theo tỷ số K, chứng minh rằng là chu vi tỷ số của chu vi cũng bằng K. Bài số 2 này, bài số 2 này, cho tam giác ABC có ba cạnh và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC và có cạnh nhỏ nhất là 4,5. Tính cho thầy những cái cạnh còn lại nhá. Bài số 3 này, cho tam giác ABC biết ba cạnh, tính độ dài của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy biết này. Cái tam giác này đồng dạng với tam giác ABC và có hai thông tin AB ở dưới. Bài số 4 này, cho PQ bằng 2MN, MN song song với PQ, chứng minh rằng tam giác MQH đồng dạng với tam giác HNM đồng dạng với tam giác NHP. Rồi, em hãy cùng nhau làm cho thầy bài kiểm tra này nhá. Chúng ta kết thúc thầy bài số 4, khái niệm của hai tam giác đồng dạng ở đây nhá.